thì các cái cơ chế hiện có của tiểu vùng cũng như là các cái tổ chức cơ chế của ASEAN sẽ phải gắn bó hơn nữa để mà phối hợp với nhau trong cái đề ra các cái kế hoạch hành động cũng như là có các cái dự án để thu hút được cái sự quan tâm của giới đầu tư, doanh nghiệp của các nước trong khu vực cũng như là tạo cái cơ chế để mà các nước ngoài khu vực có thể tham gia đóng góp vào đây. Thưa Thứ trưởng, những ý kiến đóng góp tại diễn đàn thì đã tạo ra những điều kiện như thế nào cho các doanh nghiệp ở trong và ngoài tiểu vùng có thể hợp tác để khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế tại các tiểu vùng ạ? Các nhà lãnh đạo sẽ có đi đến được cái chủ trương chính sách và sẽ tạo ra các cái cơ chế và từ đó thì các doanh nghiệp sẽ nghiên cứu và biết được là qua cái diễn đàn này thì có những cái gì là những cái thuận lợi, những cái gì là những cái khó khăn thì chúng ta cùng trao đổi cái chuyện đó và với các cái khó khăn đấy thì các chính phủ phải làm gì, cơ chế chung của ASEAN phải làm gì để tháo gỡ những khó khăn đó và các doanh nghiệp thì cũng nhìn thấy đấy là những cái thế mạnh gì, những cái ưu thế gì để mà mình có thể tham gia vào cái tiến trình chung này đem lại cái lợi ích chung của cả cái tiểu vùng của nhân dân ở đây cũng như là bản thân lợi ích cho doanh nghiệp. Cuối cùng là đem đến một cái sự phát triển bền vững và như ta chúng ta nói là inclusive là toàn diện là không có bỏ lại ai phía sau. Một lần nữa xin cảm ơn sự chia sẻ của Thứ trưởng. Để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, đồng thời triển khai các cam kết quốc tế về phát triển năng lượng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiều ngày 30 tháng 11, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan đã tổ chức Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2021. Tại diễn đàn, các đại biểu đã đưa ra cái nhìn tổng quan về nhu cầu năng lượng của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước nhằm xây dựng hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng bền vững, đưa lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong năng lượng trở thành một lĩnh vực đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường. Đồng thời từng bước tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến, tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng làm nền tảng phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng, tiến đến phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ngang tầm khu vực và thế giới. Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổng cục Du lịch đã tổ chức diễn đàn du lịch toàn quốc với chủ đề Giải pháp phục hồi bền vững du lịch Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tuyến, 26 đầu cầu với sự tham gia của lãnh đạo ngành du lịch, các chuyên gia, hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp trên cả nước. Ở thời điểm hiện tại, khi nhiều địa phương đang bắt đầu mở cửa du lịch, sẵn sàng đón du khách quay trở lại, cũng là lúc các doanh nghiệp cần đón đầu những xu hướng du lịch mới để từng bước phục hồi du lịch. Một trong những biện pháp cấp bách hiện nay là các tỉnh, thành phố chủ động kết nối để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng, nâng cao giá trị cạnh tranh của du lịch nội địa và thống nhất các tiêu chí an toàn giữa các địa phương. Đặc biệt, các địa phương và doanh nghiệp không nên chọn quá nhiều điểm đến mà cần chọn lọc có sự tập trung. Quan trọng bậc nhất hiện nay là sự đồng nhất giữa chính sách mở cửa ở trong tất cả các cái địa phương để cho khách du lịch nội địa hay quốc tế họ có vào thì họ hiểu rằng chúng ta chỉ có một cái quy định thôi. Đó là quy định đấy đảm bảo an toàn cho họ, cho người dân của chúng ta. Sau một thời gian triển khai thì cho đến thời điểm này thì hoạt động du lịch nội địa của các một số địa phương trọng điểm du lịch trong cả nước đã có cái sự chuyển biến hết sức tích cực. Tôi nói ví dụ như là Khánh Hòa trong tháng vừa qua thì cái lượng khách đã phục vụ cho cái lượng khách du lịch khoảng hơn 500.000 người. Hà Nội cũng đã đón được hơn 300.000 lượt khách. Rồi Lào Cai cũng đã đón được 550.500 lượt người. Đấy là những con số thể hiện cái sự tăng trưởng dần dần phục hồi lại của hoạt động du lịch nội địa. Theo đánh giá của các chuyên gia, dịch bệnh dần được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, buộc ngành du lịch phải áp dụng các giải pháp phục hồi du lịch an toàn và bền vững. Việc tái khởi động lại du lịch còn gặp khó khăn do tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 có sự chênh lệch giữa các địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương cần đảm bảo các điều kiện về hạ tầng y tế, nhân lực phục vụ khách du lịch, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc đón khách an toàn. Xu hướng du lịch bền vững có trách nhiệm với môi trường sẽ là tất yếu trong thời gian tới và là điều mà mọi doanh nghiệp cần chú trọng khi thiết kế các sản phẩm du lịch. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức đối thoại chính sách cấp cao về chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, giảm phát thải.
đối thoại chính sách cấp cao về chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, giảm phát thải, tập trung thảo luận tính cấp thiết và cách thức xây dựng chiến lược chuyển đổi xanh cho ngành nông nghiệp, vai trò và đóng góp tiềm năng của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Ngân hàng Thế giới đánh giá cao tầm nhìn chiến lược trong chương trình nghị sự chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam theo con đường xanh, giảm phát thải, thể hiện qua chiến lược sắp tới về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chúng tôi hy vọng mang kinh nghiệm từ nhiều quốc gia để giúp Việt Nam lựa chọn chương trình chuyển đổi nông nghiệp của mình. Ngân hàng Thế giới ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và tài chính để thực hiện mục tiêu đầy tham vọng này. Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi sự kiện đối thoại chính sách và truyền thông về phát triển nông nghiệp xanh, carbon thấp và bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội thực hiện, nhằm cung cấp thông tin và góp ý cho lãnh đạo bộ và các đơn vị liên quan trong việc định hướng tầm nhìn của ngành nông nghiệp đến năm 2050 theo hướng phát triển xanh, carbon thấp và bền vững. Ngày 29 tháng 11, Ban Quản lý Lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và hỗ trợ lao động trong lĩnh vực ngư nghiệp. Hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề trong công tác quản lý, hỗ trợ lao động ngư nghiệp, cũng như là đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này. Bà Tạ Thị Thanh Thúy, trưởng Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, hiện có 17 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình cung cấp thuyền viên cho tàu cá biển Hàn Quốc, với số lao động đang làm việc theo diện các doanh nghiệp trong nước đưa người sang là hơn 8.600 người. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, lao động ngư nghiệp bỏ hợp đồng ra ngoài làm bất hợp pháp là vấn đề cần được các bên giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do chênh lệch thu nhập giữa lao động hợp đồng và lao động bất hợp pháp. Việc phối hợp với các công ty Việt Nam trong khâu tuyển chọn là rất quan trọng. Cần trang bị cho thuyền viên cẩm nang 100 tình huống thường dùng trên tàu để tránh những mâu thuẫn không đáng có phát sinh giữa chủ tàu và thuyền viên. Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc cần có kiến nghị để đưa ra biện pháp xử phạt nặng các chủ tàu Hàn Quốc sử dụng lao động bất hợp pháp khi có tố cáo hoặc bị phát hiện. Hiệp hội thời gian qua đã nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho thuyền viên, không phân biệt khiếu nại đối với thuyền viên trong nước hay nước ngoài. Hàng năm, Hiệp hội chi khoản chi khoảng 600 triệu won cho công tác hỗ trợ tuyên truyền đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho thuyền viên. Có thể nói lao động ngư nghiệp là lĩnh vực có tiềm năng nhưng cũng rất đặc thù. Việc chính phủ Hàn Quốc quy định tỷ lệ lao động bỏ trốn là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá phân bổ chỉ tiêu cấp phép lao động hàng năm đang đặt ra vấn đề quản lý đối với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cung ứng lao động ngư nghiệp Việt Nam. Mặt khác, lựa chọn các chủ tàu phù hợp với thuyền viên và có chế tài xử phạt những chủ tàu sử dụng thuyền viên bất hợp pháp được coi là những giải pháp cơ bản giúp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, giảm tỷ lệ bỏ hợp đồng, để mở rộng thị trường lao động ngư nghiệp một cách lành mạnh, bền vững và tận dụng được nguồn lao động lành nghề, tái ký hợp đồng đang là vấn đề cần sự phối hợp của các doanh nghiệp, ban ngành của cả Việt Nam và Hàn Quốc. Sau đây là thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 11 đến 16 giờ ngày 30 tháng 11, nước ta đã ghi nhận 13.972 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7.549 ca cộng đồng. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 14.624 ca. Từ 17:30 ngày 29 tháng 11 đến 17:30 ngày 30 tháng 11 đã ghi nhận 197 ca tử vong. Trong ngày 29 tháng 11 đã có hơn 2,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 122 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là trên 71 triệu liều và tiêm mũi 2 là gần 51 triệu liều. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ ngành và các tỉnh tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. Dù chính quyền Đà Nẵng đã mở cửa du lịch trở lại trong trạng thái bình thường mới, nhưng nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn chưa thể hoạt động. Chương trình xin được tiếp tục với thông tin về tình hình ngập lụt tại một số địa bàn miền Trung Tây Nguyên. Thưa quý vị, tại thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, những ngày qua có mưa lớn kéo dài, cùng với đó là các đập thủy điện, thủy lợi tăng cường xả nước đã gây ngập lụt tại các khu dân cư sinh sống dọc lưu vực sông Ba. Nước bất ngờ lên nhanh đã gây cô lập một số khu dân cư tại đây.
thị xã Ayunpa đã huy động toàn bộ lực lượng để hỗ trợ người dân di chuyển lên nơi an toàn. Sau khi nắm thông tin, Ủy ban Nhân dân thị xã Ayunpa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Các lực lượng đã hạ thủy nhiều thuyền, cano cứu hộ, đồng thời liên lạc với người dân bị mắc kẹt để lên phương án cứu hộ an toàn. Đến 9 giờ thì chúng tôi nhận được thông tin của người dân là còn mắc kẹt ở trong vùng đầm rau của tổ dân phố 9, phường Đoàn Kết. Và chúng tôi đã cử lực lượng báo về tỉnh để đưa cano ra để hạ thủy rồi vào đưa dân để ra nơi an toàn. Vì phòng bắt không người cháy đã triển khai 4 xe chuyên dụng, 1 cano và 31 cán bộ chiến sĩ triển khai phối hợp với các lực lượng tiến hành sơ tán và đưa người dân ở những khu vực nguy hiểm vào vị trí an toàn. Sau hơn 2 giờ triển khai, toàn bộ 14 người dân đã được giải cứu kịp thời. Lực lượng chức năng vẫn túc trực tuần tra để đảm bảo không có người dân nào bị cô lập do nước dâng cao. Từ hôm qua thì tầm 11 giờ đêm là ới rồi, nhưng mà bảo chắc không lên được mấy, không mưa mấy mà. Nhưng mà mọi người cũng bảo là xả đập trên kia xuống rồi, sợ thôi. Trước đó, thị xã Ayunpa đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân di rời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Hiện tất cả các hộ dân đều đã được di rời đến nơi cao giáo. Cũng trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên tiếp tục có mưa to đến rất to, khiến cho nước lũ lên cao, nhiều nơi bị ngập lụt nặng. Dự báo nước lũ còn lên cao, nên chính quyền các địa phương đang khẩn trương di rời người dân đến nơi an toàn. Đây là tuyến quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên kết nối đi tỉnh Gia Lai. Hiện nay là nước lũ của sông Ba đang lên rất cao, tràn qua mặt đường từ 0,5 cho đến 1 mét, khiến cho các phương tiện không thể qua lại. Và dự báo từ chiều cho đến tối ngày hôm nay thì nước lũ trên các sông của tỉnh Phú Yên sẽ lên rất cao và khả năng gây ngập lụt. Người dân được khuyến cáo cần có những giải pháp đề phòng lũ lụt. Vào lúc 13 giờ tại huyện Phú Hòa, Đồng Xuân, nước lũ lên rất nhanh, gây ngập từ 0,5 đến 1 mét. Tại quốc lộ 25, nhiều phương tiện giao thông không thể qua lại. Các khu dân cư dọc hạ lưu sông Ba ở huyện núi Sơn Hòa cũng bị ngập sâu. Theo dự báo, từ chiều đến tối ngày 30 tháng 11, tỉnh Phú Yên tiếp tục có mưa to đến rất to. Các hồ thủy điện và hồ thủy lợi tiếp tục phải xả lũ, nên gây ngập lớn cho các địa phương ở vùng hạ du sông Ba và thành phố Tuy Hòa. Nhiều nơi đang khẩn trương di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Dọc hai bên bờ sông Ba thì chúng tôi đã chỉ đạo đối với các địa phương trong việc mà di dời sơ tán người dân, như sông Hinh cũng đã tiến hành, Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa và kể cả Đông Hòa thì cũng phải đặc biệt là thành phố. Thì dự kiến trong thời gian tới thì đêm nay chắc chắn là sẽ là lớn hơn. Tính đến 13 giờ ngày 30 tháng 11, các hồ thủy điện đang xả lũ về hạ du ở mức 6.000 mét khối một giây. Dự kiến đến tối, mức nước xả lũ sẽ tăng lên mức 9.000 mét khối một giây. Do nước lũ tiếp tục lên cao nên có hàng nghìn hộ dân sẽ phải di rời đến nơi an toàn. Trong những ngày qua, thì các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt trên diện rộng. Nguy cơ cao xảy ra mưa lũ và sạt lở đất trong những ngày tới. Để chủ động ứng phó, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ ngành và các tỉnh tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, rà soát khu vực đang bị ngập sâu, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân. Đảm bảo lương thực, thực phẩm, nguồn cung tại khu vực ngập sâu và chia cắt. Bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa đã đầy nước, các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Triển khai phương án ứng phó, vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và tham gia giảm lũ cho hạ du. Chuyển sang các thông tin khác. Thời gian gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cây xanh lâu năm có nguy cơ gãy đổ, nguy hiểm cho người đi đường đã được cơ quan chức năng đốn hạ, thay thế bằng loạt cây mới. Đây là hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cả về tài sản và tính mạng của người dân, nhất là trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Đây là vị trí của ba cây dầu được trồng trước những năm 1975, nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, vừa được đốn hạ trong những ngày vừa qua. Ngoài ra còn có nhiều cây cổ thụ có tuổi đời cao tại nhiều tuyến đường này hoặc trong các khu công viên cũng đang được đốn hạ, mé nhánh tỉa cành để đảm bảo an toàn. Tại vì có những cái cây này đâu phải dễ mà trong vài năm mà có được cái cây như vậy đâu. Nó phải phần tích lũ hàng trăm năm nó mới có cái cây tốt như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu như coi xét kỹ
Mà nếu mà nó có mục thật sự thì mình nên chặt, tại vì nó an toàn cho người dân. Chứng kiến cảnh tượng những cây cổ thụ lâu đời có tán dài và rộng đã gắn bó lâu đời với thành phố bị đốn hạ, nhiều người dân đã bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân, trong đợt rà soát và kiểm tra an toàn cây xanh lần này, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp công ty công viên cây xanh thành phố đốn hạ nhiều cây xanh lâu năm đang trong quá trình mục rỗng, bật gốc bị xâm hại, đã đến tuổi nghỉ hưu và thiếu an toàn. Chúng tôi khi mà thực hiện đốn hạ những cái cây lâu năm như thế này thì chúng tôi cũng rất là cân nhắc. Và cái biện pháp để mà nhận định trước khi đốn hạ thì chúng tôi ngoài là bằng cái lý lịch của cây trồng, và ngoài ra thì trung tâm có kết hợp với lại nhóm nghiên cứu đề tài đánh giá rủi ro cây xanh, từ đó mới ra cái nhận định là có nên duy trì hay là đốn hạ các cây xanh này hay không. Trong năm 2021, nhiều sự cố cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Hiện tại, ngoài việc kiểm tra và chăm sóc cây xanh định kỳ và trồng mới, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật đang trình Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh danh sách thống kê những cây cổ thụ lâu năm cần được đầu tư chăm sóc và bảo tồn nhằm lưu giữ lại mảng xanh ít ỏi của thành phố. Đối với gỗ của cây đã bị đốn hạ sẽ được sử dụng để làm bàn ghế hoặc các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trưng bày tại các công viên, viện bảo tàng của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, dù chính quyền Đà Nẵng đã mở cửa du lịch trở lại trong trạng thái bình thường mới, nhưng mà nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn chưa thể hoạt động. Đội tàu du lịch sông Hàn gần như là nằm im trong bến 2 năm vừa qua, và các chủ tàu chưa biết khi nào mới có thể chạy trở lại trong bối cảnh nguồn khách du lịch bấp bênh do yếu tố dịch bệnh. Bến tàu sông Hàn tấp nập du khách. Những chiếc du thuyền lung linh ánh đèn với âm nhạc rộn ràng làm tăng thêm sức sống cho dòng sông Hàn. Đó đã là hình ảnh của 2 năm về trước. Giờ đây thì những chiếc tàu neo đậu im lìm trong bến. Gần 2 năm qua, công việc của người thủy thủ này chủ yếu chỉ là trông coi, lau dọn vệ sinh cho du thuyền để tránh tình trạng rỉ sét, hư hỏng. Quanh qua quanh lại thì coi như là lau chùi dọn dẹp vậy thì nói chung cũng cái thứ nhất là cái thu nhập nó không có. Cái thứ hai nữa là cũng cảm thấy buồn chán. Đội tàu du lịch của Đà Nẵng hiện có khoảng 30 chiếc, hầu hết được đóng mới 3-4 năm trước theo đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa của thành phố. Nếu những thủy thủ như anh Điền buồn về khoản thu nhập ít ỏi, thì các chủ tàu càng lo lắng khi tài sản trị giá ít nhất vài tỷ đồng này không được hoạt động mà gánh nặng chi phí ngày càng đội lên. Thực sự rất khó khăn. Thứ nhất là mà về vốn, xoay vòng vốn của chủ sở hữu. Thứ hai là về duy trì lao động ở lại với doanh nghiệp. Bây giờ cái chi phí hàng tháng điện nước nhân viên các thứ, dầu thì khoảng 30 triệu một tháng, chưa kể là đăng kiểm hàng năm. Thành phố Đà Nẵng đã cho khôi phục các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, các chủ tàu này vẫn chưa biết khi nào có thể hoạt động trở lại vì nguồn khách du lịch từ hai đầu đất nước và khách quốc tế chưa có. Chúng tôi có cái kiến nghị các cấp ở trên. Thứ nhất là tạo điều kiện giúp cho chúng tôi là giảm nợ ngân hàng, khoanh nợ ngân hàng hoặc là giảm lãi suất, trễ nộp bảo hiểm cho nhân viên tàu. Để phát triển du lịch thủy nội địa, trong những năm qua, Sở Du lịch Đà Nẵng đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư đóng mới tàu, đặc biệt các tàu lưu trú về đêm trên vịnh Đà Nẵng. Tuy nhiên, với những tác động và diễn biến của dịch COVID-19, du lịch thủy nội địa tại Đà Nẵng sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.